Hỏi mình sẽ đặt các câu hỏi về định duyên gia đạo, câu hỏi nào mà mình thực sự quan tâm, và khi mà hỏi thì mình sẽ cố gắng hỏi càng cụ thể càng tốt. À, không cần đọc ạ, nhưng mà câu hỏi của mình cụ thể, ví dụ như mình đang quan tâm đến một người cụ thể thì nêu tên này, hoặc là trong một quãng thời gian cụ thể thì nêu thời gian này, việc cụ thể nêu việc luôn, mình hỏi về việc đấy. Sau khi có câu hỏi cụ thể thì mình sẽ để chuyển kiều lên trái, và mình sẽ đọc là con lệnh vô từ Lấy hải, chân đi không? con lệnh bãi giác duyên, con lệnh tiên thủy kiều, xin cho con hỏi. Sau đó là câu hỏi của mình, sau đó mình sẽ vẫn nhắm mắt này, vẫn nhắm mắt và sau đó và sau đó là mở quyển sách trang bất kỳ và trỏ ngón tay thẳng đứng như thế này, thì sẽ có người hỗ trợ mình để xem đấy là câu nào và đọc đọc to lên ạ. Thì câu đấy sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của mình. Đọc to ạ, từ đầu đến cuối đều đọc to. Vâng, và sư phụ sẽ giải thích cho mình hiểu ý nghĩa của câu trả lời đấy là gì ạ. Hơi lộn tí, hơi căng độ rồi. Thế thôi, để cho nó tế nhị thì nên hơi mình hơi bí mật vậy. Quay phải... quyền lợi đi đôi với một số hy sinh. Hy sinh nhỏ nhỏ để một cái quyền lợi lớn. Hỏi nếu mà thích của anh thì phải nói tên cụ thể ra. Vâng, đấy. Một thời điểm gặp gỡ ba lần rồi mà chưa đến một cái độ gì đó chứ. Ở tên cụ thể. Khó quá hả? Cho đề cho hội trẻ để mua ạ. Chứ này đi làm gì đây? Khó quá. Tên ra mất. Đúng rồi hả? Sao? Nếu mà chưa có ai luôn thì có thể hỏi là có chuyện tình duyên với ai không trong vòng 6 tháng tới cũng được, nếu mà chưa hoàn toàn chưa có ai. Còn nếu mà muốn hỏi về một người cụ thể thì sẽ cần nêu tên người đấy. Đấy ạ. Thời gian thì đấy, mình có thể hỏi là trong vòng 3 tháng tới, trong vòng 6 tháng tới, trong vòng bao nhiêu một tuần tới. 3 tháng tới con có yêu ai không? Thôi hả? Thôi gửi sau nhé, gửi sau này gửi cho tao hơn. Nhá, lên được. Thôi đi lên được.